Mở mộ thái giám Lý Liên Anh chuyên gia ngã quỵ khi thấy cảnh này. Thái giám Lý Liên Anh, người đã sống trong Tử Cấm Thành suốt 4 triều đại vua của nhà Thanh và được sủng ái bởi Từ Hy Thái Hậu. Mùa hè năm 1966, một nhóm người đã phát hiện ngôi mộ thái giám Lý Liên Anh tại quận Hải Điện, Bắc Kinh. Lăng mộ này có diện tích khoảng 20 mẫu và được xây trên nền đất tam thổ cứng, theo quy cách xây lăng hoàng gia. Trong mộ, đội khảo cổ đã phát hiện một căn phòng lát đá cẩm thạch trắng, nơi chứa quan tài thái giám Lý Liên Anh. Quan tài màu đỏ tím được đặt trên phản đỡ làm từ ngọc bích và trang trí đầy trang sức, tiền xu đồng khắc chữ Lý. Tuy nhiên, khi lật tấm chăn trên quan tài, đội khảo cổ lại kinh ngạc khi thấy chỉ còn lại một đống bùn thay vì thi thể của Lý Liên Anh. Theo lịch sử, ông ta qua đời do mắc bệnh kiết lỵ, nhưng có những thông tin cho rằng ông ta đã bị giết chết. Có cả lời đồn đại rằng ông ta đã tự tạo ra lễ tang giả để đánh lừa dư luận và chôn cất một phần cơ thể ở nơi khác. Tuy nhiên, cho đến nay, sự thật về cái chết của Lý Liên Anh vẫn còn là một bí ẩn và không có câu trả lời chính xác. Các nhà khảo cổ và nhà nghiên cứu lịch sử vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin để giải quyết câu hỏi này. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.